Chuyên đề học tập ngữ văn 12 bộ Chân trời sáng tạo. Phần thứ 2. Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề văn học hiện đại. Trang 16. Một lớn phân tích ngữ liệu tham khảo, tìm hiểu đặc điểm cái đẹp trong văn xuôi hư cấu của Thạch Lam. Tác giả, người viết bài viết này, Nguyễn Thành Thi. Tóm tắt, một nền văn học không ngừng hiện đại hóa trên tinh thần nâng cao tính chuyên nghiệp như văn học Việt Nam 1930-1945 rất chú trọng đến việc từng bước tạo ra sự đa dạng thẩm mỹ trong sáng tác cũng như trong tiếp nhận. Thạch Lam, một cây bút văn xuôi tiêu biểu, độc đáo trong giai đoạn này, với quan niệm văn chương đúng đắn tiến bộ, đã có những khám phá phát hiện mới mẻ về cái đẹp. Bài viết này phân tích quan niệm về cái đẹp và cái thẩm mỹ trong văn xuôi hư cấu Thạch Lam, góp phần làm rõ biểu hiện của cái đẹp ấy trong mỹ cảm về con người cá nhân đặt trong tương quan thế giới cảm giác muôn màu. Từ khóa Thạch Lam, cái đẹp, văn xuôi hư cấu. Một nhỏ, khái niệm quan niệm về cái đẹp, cái thẩm mỹ trong văn chương Thạch Lam. Trong xu thế đa dạng, các tác phẩm thẩm mỹ của văn học quốc ngữ Việt Nam trước năm 1945, quan niệm về cái đẹp, cái thẩm mỹ trong văn chương Thạch Lam, theo tác giả bài viết này, có mấy đặc điểm nổi bật sau đây. Cái đẹp là sự sống được cảm thấy. Nhà văn đề cao tính sinh động, tính chủ thể trong việc phát hiện, thụ hưởng và miêu tả cái đẹp, cái thẩm mỹ. Đây là một cách trả lời câu hỏi đâu là bản chất của cái đẹp, cái thẩm mỹ và cái đẹp, cái thẩm mỹ có nguồn cội từ đâu. Cái đẹp vốn tiềm tàng khuất lấp, nhà văn đề cao việc phát hiện nhân tố mới của cái đẹp, cái thẩm mỹ ở khắp mọi nơi, kể cả những nơi tưởng chừng khó tìm thấy chúng nhất. Đây là một cách trả lời câu hỏi nhà nghệ sĩ tìm cái đẹp nào ở đâu. Cái đẹp của sự sáng tạo, vai trò nghệ sĩ. Theo tinh thần này, không có cái đẹp trung tính chung chung, chỉ có cái đẹp mang tính chủ thể được nghệ thuật hóa, tức là cái đẹp trong hiện thực đời sống luôn được chất lọc sáng tạo và đương nhiên luôn mang cá tính sáng tạo của nghệ sĩ, hằn ghi dấu ấn chủ thể. Đây là một cách trả lời câu hỏi giữa khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ có mối liên hệ như thế nào. Chú thích chân trang số 1, văn xuôi hư cấu. Ở đây chủ yếu xét tới truyện ngắn và tiểu thuyết của Thạch Lam. Chú thích chân trang số 2, tính chủ thể, nói đến tư cách chủ thể thụ hưởng. Cảm nhận cái đẹp của nhà văn, thể hiện góc nhìn, dấu ấn riêng của nhà văn khi khám phá, sáng tạo cái đẹp. Chú thích chân trang số 3, còn gọi là cước chú số 3. Ở đây, nói đến cái đẹp của hiện thực không bao giờ là sự sao chép đơn thuần, mà luôn là cái đẹp mang dấu ấn, cá tính, sáng tạo của người nghệ sĩ. Khi độc giả đọc tác phẩm văn học và cảm nhận được cái đẹp, thì đó không phải là cái đẹp mô phỏng, sao chép từ hiện thực, mà là cái đẹp hiện ra qua sự sáng tạo, cách nhìn, cách cảm thụ của người nghệ sĩ. Hết chú thích chân trang trang 16. Phần hai nhỏ, mỹ cảm về con người cá nhân trong văn xuôi hư cấu của Thạch Lam. Quan niệm về cá nhân thực chất là quan niệm về cái tôi, quan niệm về cuộc sống, sự sống của cá nhân tôi. Trong quan niệm về cuộc sống, sự sống cá nhân tôi qua văn chương thời Thạch Lam nổi bật lên ba vấn đề quan yếu, ba điều băn khoăn cần được giải đáp bằng tác phẩm văn học, trở thành băn khoăn của con người trong văn học. Thứ nhất, băn khoăn về quyền sống tự do của cá nhân tôi. Thứ hai, băn khoăn về tư cách sống, tư cách người của cá nhân tôi. Thứ ba, băn khoăn về năng lực sống, năng lực người của cá nhân tôi. Niềm băn khoăn thứ nhất, quyền sống tự do của cá nhân tôi, đặc biệt thu hút nhãn giới của những tiểu thuyết gia tiêu biểu nhất trong tự lực văn đoàn là Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo. Tiếng quyền vang lên như một điệp khúc trên hành trình đi đến tự do của nhân vật Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo. Niềm băn khoăn thứ hai, tư cách sống, tư cách người của cá nhân tôi chủ yếu bộc lộ trong sáng tác Nam Cao. Nhân vật Nam Cao, kể cả nông dân lẫn trí thức, đều có chung một niềm băn khoăn như vậy. Niềm băn khoăn thứ ba về năng lực sống, năng lực người của cá nhân tôi hầu như chỉ thấy đậm nét ám ảnh trong những thiên truyện ngắn của Thạch Lam, trong những thiên truyện của Thạch Lam và chung chừng mực nào đó của Xuân Diệu. Người có năng lực sống, năng lực người là người có cảm giác. Người có năng lực sống, có năng lực người là người có giác quan, là người có giác quan nhạy cảm, có tâm hồn phong phú. Giác quan tâm hồn lúc nào cũng căng nhạy như những sợi tơ sẵn sàng rung lên những giai điệu thầm kín, những cảm xúc mãnh liệt. Con người ở đây không phải là con người hành động, con người tư tưởng, con người tính cách, con người tâm lý nói chung, mà là con người cảm xúc. Con người ấy khao khát sống cao độ, sống hết mình trong những cảm xúc và những rung động mãnh liệt của thể chất và tâm hồn mình. Con người cảm xúc trong quan niệm và trong sáng tác của Thạch Lam cũng như vậy. Những điều mà nhân vật của ông băn khoăn trước hết là các trạng thái tâm hồn.
Có những ngày mà tự nhiên, không hiểu tại sao, ta thấy khó chịu và hay gắt gỏng, không muốn làm việc gì. Trích một cơn giận. Và khi kể lại câu chuyện về cơn giận của mình, thì Thanh không chỉ bộc lộ tình thương, lòng hối lỗi, khao khát sửa sai của mình, mà có lẽ anh còn quan tâm hơn đến cái cảm giác, cái diễn biến cảm xúc của một cơn giận. Thành, trong sợi tóc, cũng băn khoăn nhiều về ranh giới tốt, xấu, hiền lương, tội lỗi, về sự chuyển giao chóng vánh giữa cái tốt và cái xấu, cái trong sạch và tình trạng vấy bẩn tâm hồn, tức là băn khoăn về tư cách người của mình. Toàn bộ thế giới, cảm xúc, từ cái cảm giác vật chất đến cảm giác nội tâm, từ cái ý thức được và cái không ý thức được, đã được tôi ghi lại, thuật lại tỉ mỉ trong những như những thước phim quay chậm, đã được tôi trong ngoặc kép ghi lại, thuật lại tỉ mỉ như những thước phim quay chậm. Chú thích chân trang số 117, mỹ cảm là cảm nhận, là nhận thức về cái đẹp. Số 2, cái tôi, tức là tổng hòa những nhận thức của một cá nhân về bản thân, bao gồm cả lòng tự trọng và sự tự nhận thức về tầm quan trọng của bản thân. Thứ 3, tự lực văn đoàn là tổ chức văn học mang tính hội đoàn do Nguyễn Tường Tam, còn gọi là Nhất Linh, khởi xướng, hoạt động sôi nổi vào những năm 1932-1939. Thạch Lam là một thành viên của tự lập văn đoàn. Hết chú thích chân trang, cước chú, trang 17. Như vậy, niềm băn khoăn về năng lực tự nhận thức, năng lực cảm thụ, sự sống của con người nói chung và của từng cá thể nói riêng, thực sự đã thu hút nhiều tâm lực của ngoại bút Thạch Lam. Ông thực sự muốn dò biết, khám phá cái cõi thầm kín bên trong của tâm hồn con người, và nhân vật của Thạch Lam muốn dành cho mình cái hứng thú, cái quyền tự nhận thức, tự nhìn ngắm và lắng nghe những bí mật đó của sự sống và tâm hồn. Ba nhỏ, từ mỹ cảm về con người cá nhân đến thế giới cảm giác muôn màu trong văn xuôi hư cấu của Thạch Lam. Thế giới cảm giác mà Thạch Lam tạo ra trong tác phẩm của ông thật là phong phú, tinh vi. Đó là một thế giới hài hòa của âm thanh, hương vị, màu sắc của tâm hồn, vân vân. Tất cả được lắng đọng trong cảm giác, qua cảm giác. Nhưng cảm giác trong văn Thạch Lam là cảm giác nội tâm, không còn là những cảm giác sinh lý bản năng, mà là cảm giác đã thăng hoa thành cảm xúc. Hoàn toàn có thể nói đến ở đây một cơ thể, xin lỗi, hoàn toàn có thể nói đến ở đây một cơ chế cảm xúc của con người, tinh thần trong sáng tác của Thạch Lam. Hoàn toàn có thể nói đến ở đây một cơ chế cảm xúc của con người, tinh thần trong sáng tác của Thạch Lam. Cơ chế cảm xúc ấy có mấy đặc tính đáng lưu ý sau đây. Thứ nhất, có một sự hài hòa giữa cảm giác, chất liệu thu nhận của ngũ quan mang đậm tính thể chất và cái cảm nghĩ, sản phẩm của ý thức tư duy. Trong truyện ngắn và trong tiểu thuyết, thế giới cảm giác của Thạch Lam thường dường như đều được lọc qua tâm hồn, cảm xúc của nhân vật. Ở đây có những đoạn văn miêu tả đẹp như những bài thơ, cảm giác và nội tâm miêu tả và biểu hiện, tự sự và trữ tình dường như không còn một đường biên nào nữa. Ví dụ như đoạn tả cảm giác của Thanh, anh học trò làm việc trên tỉnh thành về thăm bà. Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào, chàng thấy mát cả người. Trên con đường gạch bát tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí, Thanh rút khăn răn lòng mồ hôi ở trên trán. Bên ngoài trời nắng gắt, rồi thong thả đi trên bức tường hoa thấp chạy đến đầu nhà. Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhẹ trong thửa vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia đều ngưng lại trên bậc cửa dưới bóng hoàng lan. Thứ hai, cảm giác và nội tâm của nhân vật đều hiện hữu và đều có thể cảm thấy bằng các giác quan và bằng tâm hồn. Sự chuyển hóa giữa cái cảm thấy bằng giác quan và điều cảm thấy bằng tâm hồn thường là tự nhiên bất ngờ. Nhân vật của Thạch Lam nhiều khi còn cảm thấy thế giới ngoài nó và thế giới trong nó bằng một thứ giác quan đặc biệt. Đây không phải là một thứ giác quan thứ sáu, người ta thường vẫn nói một thứ giác quan có thật. Đó là trường hợp sợi tóc. Thứ giác quan cảm thấy được cái sợi tóc ấy quả là một thứ giác quan huyền nhiệm. Ở đó, trực cảm, trực giác của con người tinh diệu đến mức nhân vật tưởng như không còn đơn thuần nhận thức sự vật, đối tượng, mà là đang cảm nghiệm sự vật, đối tượng. Lược dẫn, tác giả trình bày đặc điểm thứ ba, con người với tư cách chủ thể nhận thức, chủ thể cảm xúc luôn xuất hiện cùng với cái không gian môi sinh đặc thù của nó. Chú thích chân trang số 118, cảm nghiệm tức là giao cảm một cách nhiệm màu, gần như giác ngộ. Hết chú thích chân trang, cước chú, trang 18. Bốn nhỏ kết luận. Cũng bởi xuất phát từ quan niệm cái đẹp là sự sống được cảm thấy, cái đẹp luôn mang tính chủ thể cao, nên mỹ cảm trong văn xuôi nghệ thuật của Thạch Lam, đặc biệt là trong truyện ngắn tiểu thuyết,
cái đẹp thường gắn với các chi nhận mang tính chủ thể của con người cá nhân. Cái đẹp thường gắn với các chi nhận mang tính chủ thể của con người cá nhân. Cái đẹp trong thế giới nghệ thuật của ông cũng vì thế thường toát ra từ thế giới cảm giác. Ở sáng tác của Thạch Lam, quan niệm đề cao con người cá nhân trong tư cách chủ thể nhận thức, chủ thể cảm xúc đã tỏa chiếu và biểu hiện trong thế giới cảm giác trên từng trang viết, từng hình tượng nhân vật của ông. Và đến lượt nó, sức mạnh nội cảm của con người chủ thể cảm xúc, chủ thể nhận thức lại chiếu sáng từng cảm giác khởi sinh từ thế giới bên ngoài. Ở đây, sự chiếu sáng cảm giác từ bên trong là một nét độc đáo trong cách nhìn thế giới và con người của Thạch Lam. Tài liệu tham khảo 1. Hà Văn Đức, 1998, Văn học Việt Nam, 1900-1945, Hà Nội, Giáo dục. 2. Hegel, 1999, Mỹ học tập 2, Hà Nội, Văn học. 3. Lê Dục Tú, 1994, Miêu tả nội tâm trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn, tạp chí Văn học số 8. 4. Phạm Thị Thu Hương, 1998, Thạch Lam, Văn chương và cái đẹp, Hà Nội, Hội Nhà văn. 5. Thạch Lam, 1962, Nắng trong vườn, Sài Gòn đời nay, in trong Văn học. Thế giới mở, Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010, trang 118-151, Thanh Tùng diễn đọc. Trả lời câu hỏi 1. Bài viết trên nghiên cứu về vấn đề gì? Trong 4 hướng nghiên cứu văn học hiện đại bạn đã học, đề tài của bài viết này thuộc hướng nào? 2. Câu hỏi nghiên cứu của bài viết là gì? Bài viết đã trả lời câu hỏi nghiên cứu đó như thế nào? 3. Vẽ sơ đồ tóm tắt các ý chính, từ đó nhận xét về cách tác giả đặt các đề mục của bài viết. 4. Phương pháp phân tích tổng hợp và so sánh đã được sử dụng như thế nào trong bài viết? 5. Từ bài viết trên, bạn rút ra kinh nghiệm gì khi viết bài báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề văn học hiện đại? 2. Lớn, những yêu cầu đối với bài báo cáo về một vấn đề văn học hiện đại. Về nội dung, nêu, phân tích, đánh giá, lý giải để trả lời một hoặc là một số câu hỏi nghiên cứu về một vấn đề văn học hiện đại. Về thể thức trình bày, đảm bảo các yêu cầu của bài báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề văn học hiện đại. Trình bày được cơ sở lý luận và thực tiễn, phương pháp, nội dung, kết quả nghiên cứu cùng những kết luận quan trọng một cách hệ thống với các phần, chương, mục rõ ràng. Đưa ra được bằng chứng đa dạng hợp lý, có những lý lẽ phân tích, lý giải, bằng chứng thuyết phục để làm sáng tỏ luận điểm. Trích dẫn cước chú danh mục tài liệu tham khảo đúng quy cách. Về bố cục, một bài báo cáo nghiên cứu thường gồm các mục chính. Thứ nhất là nhan đề tóm tắt từ khóa. Thứ hai là mở đầu, giới thiệu tên đề tài, giới thiệu đề tài, nêu vấn đề cụ thể hóa đề tài, câu hỏi nghiên cứu. Thứ ba là phần chính, xác định giả thuyết nghiên cứu, cơ sở của việc nghiên cứu, kết quả nghiên cứu theo các phần, các chương, các mục chính, lập luận, minh chứng, lý giải vấn đề. Thứ tư là kết luận, khẳng định lại các kết quả nghiên cứu, chỉ ra sự phù hợp giữa kết quả nghiên cứu và câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu, nêu ra hướng phát triển của đề tài nghiên cứu nếu cần. Thứ năm là tài liệu, tham khảo, phụ lục nếu có. Phần ba lớn, quy trình viết bài báo cáo về một vấn đề văn học hiện đại. Phần này, xin hẹn ở một clip tiếp theo. Thanh Tùng diễn đọc.